Trần Đắc Quang, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam làm trưởng đoàn. Bí thư đảng ủy à? Nghĩa thông. Tiến Dũng hay Tân Dũng? Ui, Phúc à. Nguyên liệu đi bố mẹ dài đi coi xe đấy mà rẻ về. Chật chật. Mua la vi rồi này à? Báo xe bảo cái này đấy thở đấy. Đánh giá thấp anh Khang quá đấy. Anh Khang anh làm la vi, mua la vi rửa tay này. Khang đâu rồi? Ông chồng mất trả chết. Còn ấy. Tiền không? Đông xe là bố ở có tiền không? Cháu qua bên phường nào? Yeah. Học giỏi không biết. Hình như giờ không học lớp Uyên hay sao nhỉ? Lớp 1 chả học cùng Nguyên gì nè. Thế lớp 1 chả học cùng Nguyên gì nè. Học Nguyên học cùng với cả Huy. À thế.
À ơ thằng này nó học mẫu giáo nào cùng Nguyên nhỉ? Điểm báo mẹ mua cái đéo gì.